Cái gì quýnh 8 bát hả? Quýnh 8 bát mà quýnh nhiều đến tới chiều luôn á. Kèo chế đặc biệt tiền dòng viền đánh bằng cái dầm, bên kia là dứt già đánh bằng kết pixi, hai bên đều đánh 8 bát. Chế hấp dẫn nha các em, chế độc lạ nha. Bên dòng viền đánh bằng cái dầm. Điểm hay không? 0-2. Điểm bên KPC 1-2. Điểm cho bên cái dầm 3, bên kia 1. Điểm cho bên cái dầm 4, bên kia 1. Ba
Điểm cho bên kia dầm 5. Bên kia 1. Điểm cho cái dầm 6 bên kia 1. Điểm cho cây dầm 7. Bên đây 1. Điểm cho Messi 2. Bên cây dầm 7. Điểm cho bên cái dầm 8, bên đây 2. Điểm 29. Điểm bên này 20, kia 10. 20. Điểm 30. 30. Bốn mươi. Điểm 50. Điểm 60. Điểm 61. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kết thúc sẽ đấu rồi, mình đi dầm thắng. Bắt đầu. Có nào sạc hết. Đó. Muốn cho là 2 cây.